Tập 2. Những người kia cùng theo ta một chuyến đi. Bệ hạ, sao rồi? Tàu tặc vào cung rồi. Gì dạ? Bệ hạ, người định đi đâu vậy? Đi đâu cũng được hết, tạm thời lánh mặt đi, giữ mạng trước cái đã, ha? Bệ hạ, nơi này an toàn nhất. Bệ hạ cứ yên tâm, chắc chắn cha thiếp sẽ giết được tàu tặc mà. Giết chết tàu ta! Phụ thân, có chuyện gì? Hài nhi hộ giá chậm trễ khiến phụ thân hoảng sợ. Không trễ, vừa kịp. Quả nhiên là hoàng tu nhi nhà ta. Tỷ tỷ, sao muội về có một mình vậy? Lớn chuyện rồi, tỷ phu, lão già với cả tam ca đều bị bắt vào cung rồi. Sao lại như vậy? Hôm nay muội tới Nguyệt Đán Bình. Hi à, ẵm ra ngoài dỗ đi. Dạ. Nói. Hôm nay muội tới Nguyệt Đán Bình, có rất nhiều người muốn giết chết Tào Tháo. Tào Tháo bắt bọn họ giải vào cung rồi. Lão gia và Trọng Đạt có hành thích hắn không? Hình như là không. Vậy thì tốt. Tào Tháo chỉ muốn bắt thích khách, không nhắm vào lão gia và Trọng Đạt. Tỷ tỷ làm gì vậy? Tỷ mới sinh được bước xuống giường mà. Xem ra lần này khó thoát được. Chúng ta phải chuẩn bị. Thank you.
trong triều còn những ai cấu kết với ngươi? Tuân lệnh quân. Có thần. Lệnh quân ở trong triều cũng có tiếng nói. Lệnh quân thẩm vấn, có thể Đổng Thừa sẽ nói. Chuyện này thần... Lệnh quân không muốn à? Thần nhận lệnh. Đổng tướng quân, Tư Không kêu tôi hỏi ngài còn đồng mưu nào không? Tất cả mọi người đều âm thầm liên lạc với ta, ngay cả bệ hạ cũng không biết. Các người dũng hình đi, ta cũng muốn xem thử coi những trò tra tấn của ngươi lợi hại hay là xương cốt của Đổng mẫu ta lợi hại hơn. Đổng tướng quân, bọn họ cấu kết với ngài chắc chắn phải có giao ước. Bản giao ước đang ở đâu? Ngươi cũng là danh gia vọng tộc, bây giờ lại quỳ rạp dưới trướng tào tặc như vậy, ngươi có tư cách gì hỏi ta? Ngươi có tư cách gì để hỏi ta? Bẩm Tư Không, thân vô dụng, Đổng Thừa kiên quyết không khai. Lệnh quân y phục chỉnh tề, lại bị hắn làm bẩn hết y phục, là sơ sót của ta. Có người nào muốn tự thú không? Chỉ cần chịu bước ra, ta thưởng phạt phân minh. Nếu không, ta sẽ giết hắn. Được. Mời Đổng quý nhân. Cha với Hoa Thần Nghi có... Có cái gì? Có cùng với thiên tử. Ta không có. Không có. Đáng tiếc. Đáng tiếc nhà chúng ta mấy đời đều làm quan triều Hán. Tư Không, khanh tha cho nàng ấy đi. Nàng ấy đang mang hài nhi của trẫm, dù sao cũng là cốt nhục của Đại Hán mà. Bệ hạ, bệ hạ còn nhớ năm đó là ai khởi binh thảo phạt Đổng Trác cứu giá? Là người nào cứu giá từ trong tay Quách Tỵ Lý Giác ra không? Là Tư Không. À!
Bệ hạ, thanh kiếm này thần đã từng dâng tặng cho Đổng Trác để giết những tên loạn thần tặc tử dám ức hiếp bệ hạ, đoạt hán thất. Thần bất chấp nguy hiểm, một lòng trung thành. Nhưng mà nếu bệ hạ cho rằng thần đây giống Đổng Trác, thì xin bệ hạ cầm thanh kiếm này lên, giết chết thần. Tôi không hiểu lầm trẫm rồi. Tôi không mà. Tất cả những chuyện Đổng Thừa làm ở bên ngoài, trẫm hoàn toàn không hề hay biết. Tôi không, khanh đừng nghĩ qua cho trẫm. Người là vua, thần là thần. Thiên hạ chỉ có thần tử bị hàm quan, nào có chủ tử bị hàm quan. Người cầm kiếm lên đi. Cầm kiếm lên. Hán Cao Tổ giết chết Hán Vũ, đoạt lấy thiên hạ. Hán Hoàng Vũ giết chết Dương Mãn, đoạt lại thiên hạ. Những bậc anh hùng đó lại sinh ra một kẻ hậu bối cả một thanh kiếm cũng không cầm nổi. Còn ai dám bước ra không? Được rồi, đầu tiên sẽ là tiểu nữ của tội thần. Bắt đầu đi. Hoàng Lụa Trắng. Tôi không. Trẫm cầu xin mà. Trẫm cầu xin khanh đại vô tội. Tuyệt đối không được. Tuyệt đối không được. Thần chỉ muốn tìm ra kẻ nào đã cấu kết với Đổng Thừa. Trẫm không hề biết chuyện đó mà. Đồng quân dân cũng không biết gì hết. Chỉ một mình Đổng Thừa làm mà thôi. Dừng tay! Thiên tử quý nhân là quân, ngươi là thần. Tào Tháo, thần tử sao có thể giết chủ tử được? Đổng quý nhân đã mang cốt nhục của thiên tử. Tào Tháo, ngươi cắt đứt huyết mạch của thiên tử, rõ ràng là muốn mưu phản rồi. Tào Tháo, ngươi hành động như vậy có khác gì với Đổng Trác? Nghịch thần, phản tặc! Ngươi là hán tặc. Hay. Nghe các vị nói như vậy, bản thân ta đã rõ. Trong lòng các vị, Tào Tháo ta đã là nghịch thần của hán thất. Được. Kiếm nằm ngay trước mắt. Lên đi, giết chết ta đi. Nào, lên đi, trảm sát hán tặc.
Hoàng Tu Nhi. Phụ thân, lần này con hành sự quá lỗ mãng. Sao có thể giết hàng loạt như vậy? Sao con biết trong những người đó không có trung thần giúp bệ hạ? Nếu như có là mang tội với thiên hạ đó. Cha, tâm bệnh của cha canh cánh trong lòng bao lâu nay? Bây giờ triều đình đang gặp đại nạn, nếu bị liên lụy, cả nhà ta khó giữ được tính mạng. Người chỉ cần nói phải hay không phải, Hài Nhi sẽ giúp người nghĩ cách. Không có, không có. Con, con đừng nên biết chuyện gì hết. Lùi xuống. Chị đừng có lên mà, lên đó là cậu Nhi sống đó. Tào Tháo, Đổng Thừa là lão thần của ba triều Hán Thất. Trong bụng Đổng Quy Nhân là huyết mạch của Hán Thất. Dạ. Nói giết là giết sao? Trong lòng ngài có còn vương pháp của Đại Hán hay không? Hay, hay cho Dương Thế Quý chính khí lẫm liệt. Xem ra họ đều là đồng đảng của ngươi. Dạ. Người đâu, lôi xuống. Bổng Tư Không, Bổng Tư Không, cha thần nhất thời nóng nảy mạo phạm Tư Không, nhưng không phải là đồng đảng của Đổng Thừa đâu. Xin Tư Không minh xét cho. Cha, cha. Tư Mã Công, ông không có gì để nói sao? Hạ quan, hạ quan xin Tư Không xử phạt khoan dung, tha cho Dương Thái Quý. Người ta nói không phải Dương Bưu là ông. Kinh Triệu Doãn, Tư Mã Công, Hứa Đô là do ông canh phòng. Phải. Nguyệt Đán Bình cũng do ông bố trí đúng không? Đúng. Thích Khách trà trộn dễ dàng vậy sao? Hạ quan bố trí sơ sót, xin Tư Công giáng tội, nhưng hạ quan tuyệt đối không có. Không có cái gì? Tư Không minh giám, ý của cha thần là không có chuyện cấu kết mưu phản với Đổng Thừa. Phải. Lấy gì chứng minh nếu ta là Đổng Thừa thì ta sẽ mua chuộc lệnh tôn trước? Tư Không minh giám, cha tôi nới lỏng thẩm tra là để khuyến khích tài tử Hứa Đô nô nức tụ hội. Chỉ là chẳng may có vài tên thích khách trà trộn vào, nhưng bây giờ người trong thiên hạ đều biết Tư Không chiêu nạp hiện tại để bảo vệ cho Tư Không, bảo vệ đàn nghiệp thiên thu của Hán Thất. Thật khéo ăn nói, cậu chính là người trên đài đúng không? Hả? Được, vậy hôm nay ta sẽ thả ngươi ra. Đa tạ Tư Không. Người đâu, dạy Tư Mã Phong và Tư Mã Lan xuống dưới. Tư Không, 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 Tư Đại Lý Tự rồi nói, giải Hán Thần ngoài phủ Tư Không, có quan tịch nằm trong Hán Thất, tới Đại Lý Tự thẩm tra xét hỏi rõ ràng. Quan ức quan, ai bị quan, ai không bị quan, phải chờ xem người nhà của ai giao được chứng cứ ra trước. Quan ức quan, quan ức quan mà, quan ức quan, quan ức quan. Dương công tử, thả Dương công tử ra đi. Ngày hôm nay chỉ bắt quan viên thôi. Quá, 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 quá,
Bẩm Tư Không, quan tịch của thần cũng trong hãn thất. Văn Nhược, ông nói đùa với ta sao? Ông là gì của ta chứ, sao có thể giống họ được? Hôm nay ta bắt báo quan mục đích là gì? Lẽ nào Văn Nhược ông không hiểu? Lo chết đi được. Cha với đại ca bị Tư Không bắt giam rồi. Sao lại như vậy? Lần này lớn chuyện rồi. Tào Tháo ép chết Đổng Thừa, giết chết Đổng Quý Nhân ngay trước mặt báo quan văn võ, bắt hết tất cả những ai dám chống đối. Hứa Đô sắp thành bình địa rồi, bây giờ tính sao đi? Phải nghĩ cách cứu cha của ta ra trước. Tâm Điện, Hầu Cát, dạ, mau ra ngoài nghe ngóng. Ta đi tìm người giúp. Báo, bẩm báo Tư Không, Dương Tu cầu kiến. Ồ, tên này to gan thật, truyền. Dạ. Truyền Dương Tu. Thần bái kiến Tư Không. Tìm ta làm gì? Tại hạ có chuyện tuyệt mật bẩm báo Tư Không, khẩn xin Tư Không cho tất cả lui. À, tuân lệnh quân, Phụng Hiếu quân, Mãn Phủ quân là tâm phúc của ta. Bẩm Tư Không, phụ thân bị quan, thần bị quan. Thần biết rõ người cấu kết với Đổng Thừa Viên Thiệu là ai. Hả? Là ai? Người này chính là Tư Mã Phong. Dương công tử có chứng cứ gì? Nhà Tư Mã và nhà thần từng hứa hôn với nhau, cho nên thần luôn chú ý nhà Tư Mã. Phát hiện ra họ thư từ qua lại với Viên Thiệu ở Hạ Bắc. Nếu như Tư Không không tin thần, cứ cho người xét nhà Tư Mã, chắc chắn sẽ có chứng cứ. Mãn Sủng, ông đích thân dẫn hiệu sự tới lục soát phủ Tư Mã. Dạ. Dừng tay, bỏ xuống. Nè, các ngươi làm gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt còn gì là dương pháp nữa hả? Nè, muốn cướp thì cướp vàng bạc của cải thôi, những thứ này không được. Nè, những thứ này không được, trả đây. Dạy hắn ra. Nè, các người làm gì vậy? Thả ta ra, thả ta ra, thả ta ra. Canh chừng chứng cứ cẩn thận, chờ ta về phủ sẽ tra xét kỹ. Dạy xuống dưới. Nè, phủ quân, công tử nhà tôi đắc tội gì với ngài? Ngài mau thả tôi ra. Tiếp tục soát. Dạ. Không được khiêng đi, không được khiêng đi, không được khiêng đi. Người coi, dám vào nhà dân làm loạn sao? Phụ quân thứ lỗi, lão gia nhà tôi và tướng công đi vắng, không thể giữ đúng lễ nghi sao? Phu nhân, hạ quan Mãn Sủng Hứa Đô lệnh phụng lệnh Tư Không lục soát phủ Tư Mã. Lão gia nhà tôi đường đường là kinh triệu đô, rốt cuộc phạm phải tội gì phải bị bỏ tù tịch biên? Phủ Tư Không sẽ sớm ra công văn thôi. Nghĩa là tội danh cũng chưa có, các người đã dám làm to chuyện, khó bề tuân lệnh. Người đâu, mời phu nhân lui xuống. Dạ. Thân thủ cũng khá lắm. Bà phu quân, hỗn sược.
Tư Không không muốn động thủ với Nữ Nhi. Phủ quân chỉ phụng mệnh Tư Không, mong phu nhân đừng gây khó dễ. Còn không đi lục soát? Dạ. Tỷ tỷ, nam nhân lúc nãy là người giả hành thích Tào Tháo. Bẩm quân sư, Tư Mã Ý cầu kiến bên ngoài. Cho hắn vào đi. Dạ. Thảo Dân, Tư Mã Ý bái kiến quân sư tế tử. Sao cậu lại tìm được đến đây? Vì Thảo Dân biết quân sư tế tử trông coi ở đây. Cho dù cậu tìm được ta, hôm nay chuyện ở trong cung ta cũng lực bất tòng tâm. Quân sư tế tử tại thường, Thảo Dân chỉ muốn nói gia phụ trước giờ cẩn trọng dè dặt, tuyệt đối không thể cấu kết với Động Thừa mưu hại Tư Không. Khẩn xin quân sư tế tử, thỉnh xin Tư Không minh xét. Bước lên đây. Cậu có biết sao Tư Không không bắt cậu và Dương Tu, chỉ bắt phụ thân hai người không? Xin quân sư tế tử chỉ giáo. Cậu là người thông minh, đáng lẽ cậu phải biết rốt cuộc Tư Không muốn cái gì chứ. Quân sư tế tử tại thượng, giữa gia phụ và Đổng Thừa. Cậu suy nghĩ cho kỹ lại đi. Lùi xuống. Mã phu quân, có chuyện gì? Tư Không hạ lệnh hỏi thăm kết quả lục soát. Ta biết rồi, lùi xuống đi. Dạ. Trong phòng của Tư Mã Phòng có bức thư gửi cho Viên Thiệu, mời Tư Không xem qua. Khai giống bút tích của Tư Mã Phòng, đưa tuân lệnh quân xem thử. Thần đã cho đối chiếu bút tích, không sai. Truyền Dương Tu vào đây gặp ta. Truyền Dương Tu. Tại hạ bái kiến Tư Không. Cậu đã biết chuyện Tư Mã Phòng cấu kết Viên Thiệu, sao tới hôm nay mới nói? Đám người Đổng Thừa hung ác, thiết nghĩ Tư Không cũng đã thấy. Họ ở trong tối, tại hạ ở ngoài sáng. Nếu vạch trần họ với Tư Không sớm, e rằng tại hạ đã bị họ giết mất rồi. Phụ thân cậu nói đi nói lại, bản thân mình là Hán Thần, sao cậu phải vạch trần Tư Mã Phòng? Cậu không sợ bị các Hán Thần khác trong triều đình lên án chỉ trích hay sao? Gia phụ đã lớn tuổi lẩm cẩm, không biết thức thời. Nhưng tại hạ biết rõ, người có thể dẹp yên thiên hạ cứu vãn xã tắc này chỉ có một mình Tư Không. Khẩn xin Tư Không cho tại hạ được chuộc tội thay cha. Nhi thần, nhi thần bái kiến phụ thân. Ừ. Phụ thân,
Dương Thái Quý vô ý mạo phạm người, xin người giơ cao đánh khẽ. Không cần lo lắng, nhờ có cậu ấy ta mới biết đồng đảng của Đổng Thừa nổi gián Viên Thiệu, Mã Nguyên Lĩnh bắt Tư Mã Phòng giam vào đại lao Hứa Đô, ông đích thân nghiêm hình thẩm vấn. Dạ. Ta chiêu hiền nạp tài, thấy cậu là bậc kỳ tài, muốn mời cậu vào phủ Tư Không, ý cậu thế nào? Đa tạ Tư Không yêu mến. Phụ thân, Hà Nhi và Đức Tổ quen biết qua thơ văn, có thể tặng Đức Tổ cho con làm văn học duyên. Một văn học duyên nhỏ bé sao xứng với Dương công tử đây chứ. Về chuyện chức vụ ta sẽ tự có sắp xếp. Cậu đã đồng ý vào phủ Tư Không, ta cũng có lễ vật tặng cho cậu. Đón phụ thân cậu về nhà đi. Thần tạ Tư Không khai ân. Phụ thân, người này thông minh lộ rõ, không thể tin tưởng được. Dương Tu tài hoa tuyệt thế, nhị ca, phụ thân thích nhất là người nhanh nhẹn tài hoa. Không dùng tới kỳ tài như Dương Tu chẳng phải tiếc lắm sao? Tiểu hoàng, con sợ không dám dùng hắn à? Phụ thân, con chỉ lo lắng sợ người bị hắn gạt thôi. Nếu nói tới khả năng sử dụng nhân tài thì Tử Kiến giống ta nhất. Tất cả lui xuống đi. Dạ. Dạ. Hai vị còn lời nào chưa nói hết, nói đi. Tư Không, thần nghĩ vụ án này phải tra hỏi kỹ càng, không thể định tội dựa vào một lá thư. Phụng Hiếu thấy sao? Vấn đề mấu chốt không nằm ở lá thư liên lạc. Phụng Hiếu hiểu ta. Họ mang hết mọi thứ đi sao? Những thứ có chữ trong nhà và vật dụng trong phòng cha đều bị mang đi. Họ có nói tìm gì không? Họ không nói gì hết. Lão gia có tội gì cũng không nói. Người phạm tội là Đổng Thừa mà, sao đến nhà chúng ta cũng không tha? Rốt cuộc cha phạm tội gì? Công tử, có tin vui. Tin vui gì vậy? Tôi thấy Dương Thái Quý được thả rồi, chắc lão gia cũng sắp được thả về rồi. Vậy có nghĩa là không sao rồi? Trời Phật phù hộ, chắc không có gì đâu. Tôi đi chuẩn bị mấy món ngon để lão gia về cũng thấy vui. Đi đi. Dì ca, dì ca. Nghe ngóng được cái gì rồi? Cha bị họ chuyển tới giam ở đại lao Hứa Đô rồi. Mấy người bị chuyển đi? Chỉ có mình cha thôi. Chỉ có mình cha sao? Phải. Không xong rồi. Sao vậy? Chẳng phải Dương Thế Quý được thả rồi sao? Hứa Đô Lệnh mạng sùng, nổi tiếng là giỏi tra tấn, với những thủ đoạn tàn khốc, nghĩa là tội danh của cha không giống với những người khác. Theo ta tới phủ Thái Quý. À, lão gia nhà tôi không khỏe, tháng này không tiếp khách. Đi đi. Dương Thái Quý và gia phụ là chỗ chi giao, bây giờ gia phụ gặp nạn, sao Thái Quý có thể không gặp? Phiền tiểu ca vào trong thông báo lại. Làm phiền cái gì, lão gia đã nói là không gặp rồi. Mà đi đi, đi đi. Dì ca, có bản giao ước thật chứ? Lẽ nào ông ấy bán đứng cha? Nó không sao lại được thả ra? Nếu thật sự bản giao ước đó được tìm thấy trong nhà của chúng ta, chắc chắn không chỉ có mình cha gặp chuyện. Vậy phải làm sao đây? Phải tìm cách gặp được cha đã. Tra được gì rồi? Lưu Bị đã trốn ra khỏi Hứa Đô. Chuyện đó ta đã biết. Nhưng mà tàn đảng Lưu Bị phát thư thiếp nói hắn nhận thư đới chiếu thảo phạt chủ công. Y đới chiếu? Y đới chiếu. Bệ hạ chúng ta quả thật không đơn giản. Bây giờ quan trọng nhất là phải tra ra những người có trong y đới chiếu. Thần suy đoán chuyện quan trọng như vậy, đề phòng nửa đường có người phản bội, chắc chắn phải có một bản minh ước. Đổng Thừa tự dẫn để bảo vệ những người còn sống. Nếu có bản minh ước thì nó và y đế chiếu sẽ nằm trong tay ai? Những thứ quan trọng như vậy hiển nhiên Lưu Bị sẽ không mang theo bên mình.
chắc chắn còn ở Hứa Đô, chờ sau này khi có cơ hội sẽ tấn công Tư Không. Vẫn còn Dương Mưu Tư Mã Phòng chưa chết. Tư Mã Phòng có thư tín âm thầm liên lạc với Viên Thiệu. Liệu trong tay hắn có danh sách không? Bức thư này là thật hay giả? Có quan trọng với chủ nhân không? Hèn mọn nhỏ nhoi chỉ như châu chấu đá xe. Thứ ngài cần là danh sách, là quần thần trong triều, là những nhân sĩ kỳ tài đời sau có mặt ở Nguyệt Đán Bình. Phải làm sao để tìm ra danh sách, đóng hết cổng thành, lục soát toàn bộ tư phủ Hán Thần. Chủ công, mò kim đáy bể không bằng bắn tên trúng đích. Thật ra hôm nay Tư Mã Ý có tới tìm thật. Ông chỉ dẫn cho hắn. Thần có gợi ý, phần còn lại phải xem hiểu biết của hắn. Được, ta sẽ chờ Tư Mã Ý tìm ra đồng đảng của cha hắn. Hứa Đô. Công tử, công tử, Tư Mã Ý cầu kiến. Tư Mã Ý? Dạ. Hắn tìm tới rồi sao? Đúng vậy. Không gặp. Công tử à, hay là... dạ, tôi ra báo lại. Dạ. Năm vị quan lớn và Dương Thái Quý đã tránh mặt hết rồi. Ca, tính sao bây giờ? Nè, các người làm gì vậy? Đó, Vũ Hiệu Sự bắn người. Không chỉ có nhà chúng ta bị lục soát đâu. Nếu có một bản giao ước, chắc họ vẫn chưa tìm thấy. Vậy sao chỉ có cha bị chuyển tới Đại Lao Hứa Đô chứ? Chúng ta về nhà đã. Sao phu nhân lại ra đây? Cha nghĩ ra cách chưa? Ta nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Nếu chưa tìm được bản giao ước đó, tại sao họ phải chuyển cha tới chỗ giam khác chứ? Biết đâu có người sẽ giúp được cha. Ai? Hôm nay Mãn Sủng dẫn hiệu sự tới lục soát, trong số họ có cố nhân của thiếp. Cố nhân của nàng? Phải. Thiếp quen huynh ấy lâu rồi, tên là Cấp Bố, là một hiệp khách. Thiếp nhớ năm đó quê thiếp có loạn khang vàng, thiếp tới nơi khác lánh nạn. Ai ngờ giữa đường gặp sơn tặc, huynh ấy đã cứu thiếp, còn nhiệt tình hộ tống thiếp về. Sao chưa từng nghe nàng nhắc tới? Đúng là thiếp chưa từng kể với cha, mà A Chiếu nói với thiếp, hôm nay người giả vờ giết Tào Tháo và bắt Đổng Thừa về là huynh ấy. Là người đó sao? Thiếp nghĩ dù ra sao cũng là hy vọng để cứu cha. Biết đâu sẽ tìm được manh mối gì từ huynh ấy. Thiếp nhờ A Chiếu hẹn huynh ấy tối nay gặp nhau ở tửu lầu Lạc Phong. Chàng đi với thiếp đi. Phu nhân à, nàng cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, chăm sóc cho Hài Nhi, ta đi được rồi. Cũng được. Chàng mang theo cái này, huynh ấy thấy thanh kiếm ắt sẽ hiểu. Các hạ chính là Cấp Huynh. Huynh lại. Tại hạ Tư Mã Ý, Trương Thị Xuân Qua là phu nhân của tôi. Phu nhân tôi nói thanh kiếm này chắc chắn là Cấp Huynh sẽ nhớ. Sao chưa có Huynh tới đây? Sao phu nhân không đến? Phu nhân mới sinh còn yếu, không tiện ra ngoài, nên để tại hạ tới trước, thay mặt thỉnh giáo Cấp Huynh. Thỉnh giáo chuyện gì?
Tại hạ muốn hỏi, hôm nay hiệu sư phủ tới phủ chúng tôi, rốt cuộc đã soát được gì? Cơ mà quốc gia, một hiệu sự nhỏ như tôi làm sao biết được chứ? Gia phụ bị giam trong ngục, tại hạ chạy dậy khắp nơi nhưng mà vẫn không được. Mà hôm nay sau khi hiệu sư phủ tới phủ của chúng tôi, gia phụ liền bị chuyển tới đại lao Hứa Đô. Giữa hai chuyện này nhất định có liên quan, hy vọng cấp huynh cho chút gợi ý. Tôi cũng mới vào hiệu sư phủ thôi, e rằng không giúp gì được cho công tử rồi. Tôi hiểu, vậy tại hạ xin phép cáo từ. Cấp huynh à, tại hạ quên mất, lúc tại hạ đi, phu nhân 3 lần 4 lượt dặn dò là phải thay phu nhân chào cấp huynh.